6 các đặc cân 59kg giữa hai vận động viên Đặng Thị Ngọc Anh đơn vị Phú Thọ trang phục đỏ gặp vận động viên Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục xanh. Sau trận đấu này mời hai vận động viên Hà Thị Ngọc Anh đơn vị Hải Phòng và Nguyễn Minh Du cũng đơn vị Hà Nội về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.